chào các bạn nha. Đến với kênh YouTube Bột Sắn Dây Hoa Hằng. Thì hôm nay mình mới có chút thời gian giới thiệu qua thêm cho các bạn về một chút. Tại vì hôm nay cái mẻ bột sắn này là mình cho vào nò sấy, là cũng là mẻ cuối cùng của năm nay. Thì là mỗi năm thì cũng chỉ có một lần này, thu hoạch và làm bột sắn thì cũng chỉ có 4 tháng. Thì như các bạn đã biết là bột sắn dây và củ sắn dây năm nay là giá thành cũng rất là cao. Giá thành của củ xuất đi là từ 23 đến 25.000 một cân. Đấy. Thì như mình năm nay là mình cũng có làm được một ít bột sắn để cho mọi người tiêu dùng. Như mẻ bột này là mình đã ra và làm ráo nước hết nước thì mới cho vào lò sấy. Khi mà sấy khô thì các bạn sẽ cái bọc ở trong túi bóng mà để sử dụng thì nó sẽ được cả năm không có hỏng. Thì khi mình sấy khô nó cạn kiệt hết nước rồi. Đấy, thì bột sắn dây này thì ví dụ như các bạn dùng thì các bạn cũng biết rồi. Ai mà bị nóng trong hay là ví dụ như mùa hè này rất là nóng bức, hay là thời tiết như ở trong Nam thì để mà uống và sử dụng con người là mỗi ngày được một cốc sắn dây này rất là mát cho cơ thể.